Tôi đố ông cái này, nếu mà ông giải thích được đúng không, tôi tôn ông làm sư phụ luôn chứ không phải tôi gọi ông thánh mẹo nữa. Đố gì? Hả? Thiệt á? Đố gì? Thiệt. Cái này là gọi là một cái nỗi khổ của người đàn ông. Yếu sinh lý. Yếu sinh lý đó là cái bệnh chứ không phải là cái nỗi khổ. Yếu sinh lý thì sao nào mà lần chứ tôi hỏi ông bây giờ hỏi bây giờ ông là một người yếu sinh lý đi, à là cái người cái khả năng ông không có đi, à cái đó gọi là một cái ích kỷ của ông nữa nha. Tôi không phải nói là cái vấn đề gì nha, tôi không phải nói về vấn đề mà gọi là nói về ai, à nói về ông thôi. À ông đã yếu sinh lý, ừ khả năng ông không có mà ông đi 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 cua người đó, ông đem về cho ông, ừ thì không phải ông ích kỷ à? Người ta ưng ông cũng thứ nhất là gọi là cái vấn đề mà gọi là con cái nè, ừ cái thứ hai nữa là thỏa mãn cái nhu cầu nè, về sinh lý của mỗi người mà. Thì lúc khi quen phụ nữ người ta có biết gì về thỏa mãn nhu cầu đâu, người ta quen mình theo kiểu là anh này nói chuyện có duyên, nói chuyện quen anh đi, anh cho em tất cả, quen anh đi đó, mà đâu biết về nhà đi cuốc đất đâu. Người ta kêu con gái nghe mà yêu bằng tay mà, thì cứ mình cứ rót mật vào tay đi, tính gì tính đồ, tính ra cái vậy là lỗi do phụ nữ hả? Thương mình đáng chịu hả? Nên lỗi cho cả hai đi, chứ biết sao giờ mình không thể đổ lỗi cho ai được. Không có sinh lý gì, dẹp ông bên đi, bỏ ông bên đi. Vậy tôi hỏi ông này nè, ví dụ như là tôi đi, tôi nói về tôi đó, chứ không nói ai đó, ừ là tôi thật sự là vấn đề là tôi đau đầu nhất và tôi mệt mỏi nhất luôn, thiệt sự luôn. Tôi làm thì đương nhiên tôi làm này ngày gọi là cho là thế, giờ người ta làm 8 tiếng ngày đúng không? Ừ. Tôi làm 12 tiếng. Chiều lại hoặc bạn bè tôi trầm sớm thì đa số là dân làm năm không mà. Ừ. Người ta điện tới hỏi là mai thằng này mốt kia đúng không? Ừ. Thì uống đâu có nhiều đâu, đúng chỉ rồi. Uống cái giải mỏi thôi mà. Đúng rồi, là chi hội làm vườn. Đúng rồi, một thằng giỏi lắm làm thì có lít chứ nhiêu. Chứ lít không có nổi người ta nữa. Đó, đâm ra là về cứ cằn nhằn ở tại sao anh đi nhậu hoài, tại sao anh cứ làm chiều lại đi nhậu mà về tới đầu cái là mùi nằng nọc này nọ luôn tùm lum lum ra, nó nói chữ tôi. À. Đó, thử tôi mới bực tức cho đó. Thử tôi mới tính dọn dọn nhà ra qua bên cái thằng bạn của tôi ở luôn á. Khỏi vô nhà nữa. Không được đâu. Sao vậy? Nhà ai này ở cho nó làm. Qua nhà bạn ở mất công nhiều cái nó phức tạp. Ủa chứ tao thấy thằng đó nó cũng hay rủ tôi đi nhậu mà chẳng. Rủ rồi thôi chứ ở chung là nhậu còn ác hơn nữa. À, ừ. Không, nó nói chứ làm sao mà người đàn ông đúng không? Nhiều khi mình đi nhậu thì cũng vừa phải thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi mình về cái bà vợ mình nó cái rượu ông không thể nào né được. Đúng rồi. Không thể nào mà gọi là dú vợ mà về cho vợ khỏi phát hiện được. Đúng rồi. Đúng không? Uống một cái xíu là ông nghe mùi liền. Đúng rồi. Nó thấm vô máu là mồ hôi người mình ra một triệu rồi. Thoáng qua là vợ nhìn thấy liền. Đúng rồi. Không, bây giờ cái chung chung như vậy nè, tôi thì thích nhậu đúng không? Ừ. Mà vợ tôi là ghét nhậu mà hay cằn nhằn, tại vì nhiều khi tôi đi nhậu về lắm ra tôi đâu dám vô nhà đâu, tôi vòng vòng tôi cuốc đất khi nào mồ hôi một khi nó đổ hết cảm giác cái hơi rượu trong người mình á, nó bay hết cho người ta mới dám vô nhà. Ừ. Ông có cách nào giúp không? Em chia sẻ một cái mẹo rất là hay. Ừ. Đó là cách giúp cho anh là thở ra không còn mùi rượu nữa. Chàm, uống rượu phải thở được cái rượu chứ, ông nói chuyện nó cười ta. Thà như ông nói là nó giúp cho mình gọi là nó phai gọi phần nào chứ tự sao thở không có được. Anh chỉ cần anh uống một ngụm bia là chắc cú anh thở ra nghe mùi bia có mùi cồn rồi đúng không? Đúng đúng. Bây giờ em chia sẻ một cái mẹo rất là hay, là anh uống một bia khi mà anh thở ra anh không còn nghe mùi nữa. Đâu hay vậy? Thiệt, thực tế luôn. Có thuốc giải hả? Không có thuốc giải. Đây là một cái mẹo rất là hay. Anh nghĩ là mọi người nên clip này. Nhiều cái nó áp dụng vào đời sống mọi người trong một trường hợp nào đó, nghĩ áp dụng được. Với lại tôi nói nghe nè, cố lên giờ mới dùng một cái hơi rượu đó đúng không? Ừ. Nghe mùi đúng không? Ừ. Ê, ông có cách mà làm cho nó tỉnh luôn không? Không kiểu là mình đang say xỉn nó tỉnh queo liền á. Tỉnh theo kiểu là nếu mà anh thở ra không có cồn trong người là chứng tỏ là người anh không có rượu hả? Đúng rồi. Thở ra không có cồn chứ có người không có rượu đúng không? Ủa chứ ông uống trong đó mà sao lại không có rượu được? Vậy làm sao để mục đích là em muốn chia sẻ anh là để cho anh giải cái cồn. Giải luôn á hả? Là tỉnh luôn á hả? Tỉnh luôn á. Đúng chẳng lẽ say chèm mẹp vậy rồi chẳng lẽ mà sao mà giải được? Một người đó đang say chèm mẹp đúng không? À. Anh muốn cho người đó tỉnh nhanh. À. Thì anh lên làm cách này, người ta sẽ tỉnh nhanh. Đó là cách làm cho thở ra không còn mùi rượu bia nữa. Đúng mà vậy là tôi đi nhậu thoải mái là cứ chỉ cần áp dụng cái cách của ông là về nhà là nói chuyện với vợ là không nghe mùi bia luôn. Đúng rồi, em chia sẻ đây anh áp dụng trường hợp là anh áp dụng thôi. À. Bây giờ không tin thì em test thử cho anh coi luôn. Đúng nhà tôi có bia nè. Anh cứ test thử luôn. À. Bây giờ test thực tế mọi người nha, em chia sẻ cho mọi người một cách để mọi người uống rượu bia thở ra không còn mùi. Nó là không mùi hơi quá. 99% thôi.
còn 1% trừ lại thôi. Cái tỷ lệ mà đưa cái mũi sát cho cái miệng ra mới nghe mùi đúng không? Đúng rồi, 99%. Còn đi ngang là không có nghe mùi đúng không? Đúng rồi. Ok. À, anh hôi bia thử cho biết. Tóc. Uống nghe đúng không? Ừ. Uống là xỉn á. Uống miếng thôi sao đâu mà. Ừ. Nghe mùi chưa? Anh thở anh mới biết liền. Mình uống mình đâu có nghe được, người khác nghe thôi. Mà chắc cũng có mùi rồi. Có không? Rồi ok nha. Bây giờ nha, nói là anh không tin đúng không? Đúng. Giờ anh có sách, nó có chứng đàng hoàng. Em có máy đo nồng độ cồn nè, anh thổi thử anh biết. Bấm 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 luôn. Nói thì không ai tin. Giữ cho bấm giữ hả? Ừ. Rồi ok. Đang nhảy đợi đợi, nhảy. đợi xuống không hả? Để thử cho mọi người coi. Nhảy lâu quá, đợi xíu đi. Chắc là có nồng độ chắc luôn đúng không? Đúng rồi, anh có uống một miếng rồi, chắc cũng sao nồng độ rồi. À. Đồ nóng cổ. Như có nồng độ bắt đầu cổ nóng rồi nè. Gần rồi, ok. Rồi, thôi. Thôi nha. To mùi bia. 52 đúng không? Đù 52 luôn, ghê vậy. 2 cao rồi. Cao không? Cao này, nó lại tết cao này. Ok, bây giờ nha, em chia sẻ cho anh nè. Với cách này đó, giúp cho anh là giải rượu, là làm cho người anh tỉnh, để tỉnh táo để anh lái xe. Nếu mà vô tình mà anh có uống miếng rượu bia mà anh không tỉnh táo, tại vì rượu bia nó gây ra tai nạn. Đúng rồi. Cho nên á, nhà nước làm rất là nặng về cái vấn đề là những người mà uống bia lái được xe. Cho nên mục đích em chia sẻ là để cho anh á tỉnh táo, lỡ uống rồi phải mời một ly, mình chắc sẽ không say đâu. Ừ. Một ly giống anh uống cũng sẽ không say đâu, mình lỡ có miếng rượu vô rồi. Nhưng mà sẽ giúp cho anh là ăn cái này vô là người anh tỉnh táo, anh lái xe nó đỡ gây ra thiệt hại cho người ta. Ok. Đó ok, đó chính là chanh muối. Nhà tôi có. Anh lấy đi. Nè, chanh muối nè. Đù, mới mua ngàn qua luôn á. Rồi. Đó, chia sẻ mọi người với chanh muối là giúp mọi người là giải rượu và tỉnh rất là nhanh. Quậy quậy nước chanh đúng không? Không, anh cầm nguyên cái anh đớp luôn. Đớp luôn nguyên một cái luôn. Cái đớp mùi á, đớp. Nhưng mà nó chua sao chịu nổi. Chanh muối nó không có chua. Chua nhẹ mà mặn. Một đớp luôn. Ừ, lấy này, một cái nhai luôn. Hồi nãy là nhiêu 58 hả? Đúng rồi. Quá à. Ừ. Đớp chứ. Anh đớp đi. Ê, ít bữa dùng cái từ nó cho nó văn minh thế chứ. Rồi rồi, anh hốc đi anh. Còn quá cha nữa không thằng mà. Rồi rồi, hơi. Quá à. Chanh muối. Chanh muối. Bỏ vô ăn. Thì chanh muối như vậy thôi phải không? Ừ. À. Hột. Hột. Nhưng mà ăn này lên bữa áp á. Ừ. Mặn. Ừ. Không tỉnh cũng phải tỉnh à. Thôi thiệt luôn á. Nếu mà ông không tỉnh tôi làm con ông liền. Ăn vô là ông mới tỉnh liền tại chỗ luôn á. Tự nhiên ăn liền như nước mắt cá chảy luôn á. Nó khó chịu á. Ừ. Cái mùi bia đâu thấy giờ tôi thấy cái mùi chanh mà cái mùi mặn á. Chu đó. Rồi, cảm động. Rồi, anh uống hết chưa? Anh được, bây giờ anh hờ ra xem có chút rượu bia nào. Em nghe toàn mùi chanh muối không mà không nghe gì hết á. Khó chịu ấy bà luôn. Rồi ok. Giờ hết mùi rồi. Giờ bây giờ anh thổi đi. Thổi đúng không? Ừ. Tới mọi người coi nè, để cho nó chờ nữa. Mọi người thông cảm cho chờ xíu nha. Tôi nói ông là không tỉnh cũng phải tỉnh luôn, tôi thiệt luôn á. Dặn như cái say cái nào mình lấy cái này quất cho miệng tôi nói là tỉnh liền luôn. Ừ. Nó chanh muối giải rượu rất là hay. Ừ. Giúp cho người tỉnh để mọi người lái xe chở nên nó tỉnh táo một xíu. Chứ mọi người cứ say đó mình lái xe gây tai nạn tội người ta. Rồi. Ok, hỏi anh. Anh thấy cái gì chưa anh? Anh cảm giác người anh tỉnh chưa? Tôi đã nói không tỉnh phải tỉnh mà. Đó, hồi nãy anh uống mặt anh hơi đỏ xíu, giờ anh, khi anh cắn một cái chanh muối vô là mặt anh tỉnh queo luôn. Chanh muối nó giúp giải rượu rất là hay. Thiệt luôn á. Không có nào giải rượu mà như chanh muối đâu. Mà sao nó đáng lý nó phải còn 1%, 2% hay bao nhiêu chứ sao không một không luôn vậy? Cho nó đó là một cái kinh nghiệm để cho anh đi nhậu, anh hở ra nó không còn mùi rượu bia nữa và giúp anh là luôn luôn tỉnh táo. Chanh muối là khắc tinh của rượu. Đồ tù sao hay vậy tớ? Hả? Hay cho đó. Anh có nghe mùi không? Anh nghe mùi chanh muối không à? Không có mùi rượu luôn hả? Em thấy cách anh nói chuyện này anh tỉnh luôn rồi đó. Không tỉnh phải tỉnh, ông quốc cái này tôi nói ông là nó một cái cực hình luôn á nha. Ừ. Nó gọi là một cái cực hình luôn chứ không phải là bình thường đâu nha. Ừ. Ghê lắm. Test lần nữa không? Không, anh xúc miếng nước đây cho nó miệng anh thông cái đi. Ghê quá.
Vậy lát mình test lại, mình nhai ít thôi, thử rồi sao? Rồi ok. Anh test lại, anh thử lại xem còn không thôi. Sợ bay luôn rồi nữa. Quá kìa. Phải chờ nha mọi người. Ừ. Ok. Rồi. Để xem. Mình thổi nhiều quá nó chạy không không. Không. Đồ mà tính ra là sao mà tự nhiên cái nó mất hẳn luôn ta. Tỉnh, người tỉnh luôn. Mọi người không có khó mùi gì luôn. Đó, còn cách thứ hai để giúp anh là khử mùi rượu bia trong miệng, đó chính là sắn dây. Củ sắn dây nó giúp khử mùi hôi của rượu bia ra rất là hiệu quả luôn. Sắn dây. Ừ, sắn dây nó giúp khử mùi hôi của rượu bia rất là ok luôn. Đồ. Này mình được hả ta? À, em chia sẻ mọi người cách để giúp khử mùi hôi rượu bia. Tại vì giờ thở ra có nói sợ mọi người không tin cho nên em mới lấy cái nồng độ cồn em thổi cho mọi người biết thôi. Chứ cái này khử mùi hôi rất là ok. Khoan, vậy cầm. Bây giờ là tôi uống, để tôi bật máy là bắt đầu tôi uống nè. Để là mình mất thời gian đúng không? Đó, để tôi uống nè. Mà nãy mình ăn cái này vô uống có sao không? Thì anh thử test lại cho mọi người coi. Chờ mình ăn cái này rồi mình uống vô nó lại không có cồn lên đó chứ. Biết đâu, tôi thử coi. Mọi người chờ xíu nha. Quốc. Rồi, anh thử coi. Đồ 82 luôn. Rồi. Nghĩa là tôi mới mấy rồi quất nằm bây giờ ăn này ha. Ăn cái này. Tám hai quá trời hố. Hố rồi. Đó mọi người cứ ăn sắn dây vô. Hố báo động luôn. Để nó hết hố rồi mình tính tiếp. Ừ. Rồi. Bấm rồi. Anh cứ ăn này trong thời gian anh ăn. Bấm để cho nó chạy là vừa đẹp rồi. Ừ, để cho thời gian nó chạy đi. Chúng ta ăn bình thường đi. Trong vòng 1 phút á. Trong tới 1 phút. 100 giây. Ừ. 100 giây mà theo kiểu thể thao. Rồi, anh thổi đi. Đồ. Cái máy có bị hư không vậy? À biết. Nó là như vậy đó. Sắn dây á, nó có một vị mát, thanh. Khi anh ăn vô á, nó giúp tản nhiệt và nó giúp cho anh tỉnh táo rất là ok luôn. Không nha. Ông uống vô cảm giác cái cổ ông nắm. Ừ. Ông ăn cái hàng này vô. Ừ. Cảm giác như cái cổ của ông nó không còn nóng nữa mà cả cái mùi men hay cái mùi rượu nó sẽ không còn nữa. Ừ. Thằng này nó thấy tuyệt vời hơn. Ừ. Tại thằng này ăn gọi là một cái cực hình. Ừ. Thằng này ăn vô rất là dễ chịu và cảm giác cái cổ nó mát lắm. Ừ. Ông có nghe mùi rượu không? Không, mùi sắn dây nó khử hết mùi rồi. Đó, em chia sẻ cho mọi người hai cách để mọi người khử mùi hôi của bình rượu bia trong miệng phát ra vậy thôi. Đúng. Nếu mà mấy anh em đi nhậu về mà sờ vợ phát hiện ra mùi rượu, mọi người một là mọi người ăn chanh muối, hai là mọi người ăn sắn dây, là mọi người về nhà mọi người thở ra vợ mọi người sẽ không còn phát hiện cái mùi rượu nữa. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn á. Đó ok. Em chỉ chia sẻ để anh qua mặt của anh thôi. Ừ. Đó ok. Nhớ đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại tất cả clip sau.